Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi hơi bị sốc. Hơi bị sốc về một vấn nạn xã hội của Việt Nam liên quan đến những người khuyết tật. Chẳng lẽ ở Việt Nam có những người khuyết tật lại lợi dụng cái thế mình khuyết tật để rồi gây sự bức xúc như thế trên mạng xã hội hay sao? Nếu quả thật là như thế thì họ không những bị khuyết tật về thể xác mà họ còn bị khuyết tật về trí não, về tinh thần. Đó là quan điểm của tôi. Cách đây 2 hôm tôi có nhận ở trên trang nhà Facebook của tôi một bài chia sẻ từ một người liên quan đến một người khuyết tật đi ăn phở ở Hà Nội. Nói rằng người này á bị từ chối vì là ngồi trên xe lăn. Rồi nói rằng là người này yêu cầu nhân viên bế vào quán phở để ăn phở mà lại bước qua gọi là tam cấp. Thì quán nói rằng là chứ không có người để phục vụ. Tôi rất là nghi ngờ. Vì suy luận của tôi làm gì có quán phở ở Hà Nội phải có cái hình thức mà gọi là bế qua cái bậc tam cấp đó. Tôi cũng đã lang thang ở Hà Nội khá nhiều rồi. Tôi không nghĩ có cái cảnh mà gọi là quán phở có bậc tam cấp như vậy. Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Nhưng tôi nghĩ rằng là biết đâu được, mình không biết gì hết. Người ta nói thì mình nghe đi. Rồi bảo rằng là những cái từ ngữ như là cái ngữ này ở trong quán phở nghe cũng rất là đau lòng. Tôi xin đọc nguyên bài viết đó cách đây 2 ngày gửi trên trang nhà của tôi như sau. Mình bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn. Nguyên tựa đề đó thấy rằng là người này bị khuyết tật ngồi xe lăn. Đọc vô ai cũng thấy xót xa liền, ngồi xe lăn mà bị đuổi khỏi quán. Lâm và bạn nhà mình đến tiệm phở, trời Hà Nội mấy hôm nay mưa rả rích. Ly vào quán nhờ nhân viên ra bê mình lên bậc tam cấp. Nhân viên bước ra cửa bảo, quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Thế là hai đứa quay xe đi tiệm khác trong cơn mưa lạnh lòng. Đọc cái đoạn này không thôi tôi đã thấy có sự ngờ vực. Nói rằng là quán phở ở đây có cái bậc tam cấp và vào trong quán phở nhờ nhân viên ra bế một người có xe lăn như vậy để vào trong quán phở ăn thì đã bị từ chối. Có thật không? Như tôi nói hồi nãy, tôi nghi ngờ rồi. Tiếp đến một quán phở gà quen, hai đứa cũng vào ăn như bình thường. Chỗ ngồi bé nên Lâm hơi chen vào chỗ bà chủ ngồi bán hàng ăn. Bà đứng phắt dậy, mắng nhân viên, ai nhận cái ngữ này vào đây ăn? Nhân viên bảo, anh ấy hay ăn ở đây, bình thường vẫn ngồi thế này. Bà càng được đà, không bán được, đã thế thì tôi đứng. Bữa ăn nghẹn ứ ở cổ, thật khó nuốt. Lâm thì quen rồi, còn bạn Ly, nước mắt bắt đầu rơi. Những tưởng sẽ xa Hà Nội bằng ký ức buồn như thế nhưng... Đó là bài viết được chia sẻ rất là rộng rãi ở trên Facebook và có chia sẻ ở trên trang nhà của tôi. Khi ấy tôi nghĩ rằng của Hà Nội tệ như thế à? Văn hóa của Hà Nội như thế à? Bà chủ đứng lên mà mắng nhiếc như thế à? Cái ngữ này ai mời vào đây ăn vân vân. Sao mà thấy văn hóa Việt Nam tồi thiệt. Một người tàn tật chia sẻ như thế này thì thấy đau lòng cho dân tộc Việt Nam thiệt á. Rất đau lòng. Nếu quả thật chuyện như thế đó thì chuyện này không thể chấp nhận được. Thế rồi câu chuyện này cứ lan đi lan lại rất nhiều lần trên mạng xã hội. Bắt buộc nhà nước Việt Nam phải vào cuộc. Và bây giờ hôm nay thưa quý khán giả, tôi đọc báo VTC, một trong những báo chính thống của Việt Nam, để biết rõ sự thật như thế nào. Báo VTC viết như sau. Ngày 15 tháng 1, trước những tranh cãi trên mạng xã hội
về việc nam thanh niên bị quán phở từ chối phục vụ vì ngồi xe lăn. Một trong hai quán phở đã trích xuất camera ghi lại sự việc. Theo camera tại quán phở gà trên phố Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, TikToker VMML và bạn gái đến quán. Do đường đi quá hẹp nên chủ quán cùng nhân viên đã cùng nhau dọn đồ đạc và rổ phở bán hàng sang vị trí khác. Anh VML ngồi ngay phía sau chủ quán, sau đó khi họ ổn định vị trí, việc dùng bữa được diễn ra, họ dùng hai bát phở và một đĩa quẩy. Sau khi nam thanh niên cùng bạn gái dùng bữa xong, nhân viên quán tiếp tục hỗ trợ đẩy xe lăn của anh này ra ngoài. Trước đó, chủ quán phở này khẳng định anh L là khách quen, thường ăn phở vào buổi tối. Sáng ngày 12 tháng 1, anh L cùng bạn gái đến quán. Do lối vào quán phở, trời mưa, chủ quán đã mời hai người ngồi quán cà phê đối diện rồi sẽ cho nhân viên bê phở sang. Nhưng bạn ấy vẫn muốn vào quán chúng tôi tiếp đón bình thường. Đại diện quán cho biết, anh L và bạn gái ngồi bàn đầu tiên phía sau lưng chủ quán cạnh khu vực cân thịt gà. Chủ quán nhắc nhở, anh L lần sau đừng ngồi vị trí này gây khó khăn bán hàng. Bạn ấy sau đó tươi cười, ăn uống bình thường, nhưng sau đăng bài lên mạng xã hội ám chỉ chúng tôi miệt thị là không đúng. Người này nói, chủ quán khẳng định không bao giờ dùng lời lẽ thô tục để đuổi khách, đặc biệt với người khuyết tật. Sau khi nhận phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, hiện tài khoản Facebook VML đã khóa bình luận. Rõ ràng VML, TikToker, là người nói rằng là khuyết tật á, đã bịa chuyện, vu khống chủ quán. Không những thế, còn hạ nhục văn hóa Việt Nam. Cho thấy rằng là theo như lời của VML, văn hóa Việt Nam mà xử sự như thế ở tại thủ đô Hà Nội là nôi văn hóa, thì đó là văn hóa kỳ thị, chà đạp những người khuyết tật như thế, không thể chấp nhận được. Nhưng mà nó rõ ràng qua các hình ảnh camera đâu có chuyện đó. VML là khuyết tật về thể xác, nhưng nếu hành xử như thế mà trích xuất camera thấy rõ thì tôi nghĩ rằng đây là một chuyện đau lòng vô cùng. Khuyết tật về thể xác và khuyết tật về tinh thần. Chuyện này á ảnh hưởng danh dự đến người Việt Nam, vì chính VML nói rằng là có những người ngoại quốc khi ấy thấy thế mới gọi là an ủi VML. Nếu quả thật có người ngoại quốc mà an ủi như thế đó, thì đó là một nỗi nhục cho văn hóa Việt Nam. Chủ quán không biết tiếp đón người khuyết tật, không có tình thương, không có tình yêu. Văn hóa như vậy là không có chấp nhận được. Nhưng đây không có. Và nếu nói rằng là có người ngoại quốc an ủi á, thì đã bịa chuyện như thế này, thì tôi không tin có người ngoại quốc an ủi VML. Thật đau lòng. Tôi hôm nay khá là choáng váng vì chuyện mà một người khuyết tật bịa chuyện như thế để mà làm nhục người chủ quán, hay là muốn có một cái ý định gì đó, vòi tiền hay gì tôi không hiểu. Nhưng mà đó, làm nhục kiểu này chính là làm nhục văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là một văn hóa yêu người, rất hài hòa. Và ở Hà Nội, tôi đã từng trải rồi, họ rất giúp đỡ người, thương người, nhất là rất là săn sóc những người khuyết tật, chứ không có cảnh như VML mà tuyên truyền như thế. Đó là một sự tuyên truyền láo khoét, không thể nào mà chấp nhận được. Nên tôi hôm nay chính thức lên án VML đã có hành động, không phải chỉ riêng sự sỉ nhục đối với chủ quán, mà là sỉ nhục văn hóa Việt Nam. Tôi cho rằng VML là khuyết tật về thể xác và là khuyết tật tinh thần và trí não. Thật đau lòng. Rất là bức xúc nhưng tôi cũng phải lên tiếng. Tôi nghĩ rằng chuyện này nhà nước
đã nhập cuộc rồi, đã điều tra một cách rõ ràng rồi, thì cũng nên ứng xử, nói là nhẹ nhàng nhưng mà phải là gửi ra một tín hiệu rất rõ ràng đến VML. Và những người khuyết tật đừng có mà lạm dụng cái vị thế của mình để mà những người khác rũ lòng thương mà làm những việc vi phạm pháp luật hoặc là làm xấu văn hóa Việt Nam như thế. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.